khách hàng nói gì về bộ tranh tứ quý sau 2 năm trưng bày. Tôi lại rất bất ngờ khi mà đến mùa hè này đang lo lắng cái sự nóng bức của hỏng tranh thì lại được ra gọi điện đến xin đến xin. Để chăm sóc. Hẹn 3 lần mới được. Tôi cũng rất là đau cảm. Nhưng mà thực sự sau khi bức tranh được chăm sóc thì thấy hẳn sự khác biệt. Đúng là mình là người chơi nhưng mà mình cũng chưa được gọi là cái cách chăm sóc lắm. Thì đây cũng là cái mà rất cảm ơn người ta đã dành cái thời gian và công sức đến để chăm sóc những cái sản phẩm. Vì rằng là cái sản phẩm này cũng chưa phải là cái gì khó lớn lắm. Nhưng đối với cả chơi và tranh của chúng ta nó là sự giao lưu. Giao lưu rất là tình cảm. Một lần nữa thì xin chúc người ta luôn luôn thành công. Các bạn thấy đó, có hàng trăm nơi bán đồ gỗ nhưng mà chọn được một nơi uy tín để vừa có đồ đẹp để chơi, vừa có dịch vụ chăm sóc đi cùng với năm tháng thì khá là ít đúng không? Và đến với Bùi Gia thì chắc chắn quý vị sẽ hài lòng cả về tay nghề đục chạm lẫn với tinh thần trách nhiệm, và chúng tôi thì không bao giờ có chuyện là đem con bỏ chợ đâu quý vị nhá.